Tiếp tập 70 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Chuyển cảnh đến Bạch Hổ cung, trước cửa cung điện lúc này là một cảnh hỗn loạn, các thị vệ với bộ dạng đầy cảnh giác mà cầm chặt vũ khí trên tay phòng thủ. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, kèm theo đó là cánh cổng cung điện bị công phá tan tành. Nhìn thấy cảnh này, một vị tướng quân nheo mắt tức giận nói: "Đến rồi." Ngay sau đó, Thanh Long quốc chủ cũng đặt chân đến trước cửa cung điện, theo sau ông ta là một đám hắc y nhân. Thanh Long quốc chủ Thánh nhân cảnh nhếch mày cười nói, "Ha ha ha, đã lâu không gặp hai vị bạn tốt." Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Võ quốc chủ cùng cấp bậc thánh nhân cảnh nghe vậy lại càng thêm tức giận, nhưng chỉ có thể nghiến răng không dám đáp trả. Huyền Võ quốc chủ nhìn về đám người phía sau Thanh Long quốc chủ nghi hoặc nghĩ thầm, những người mặc áo đen phía sau hắn rốt cuộc là có lai lịch gì? Huyền Võ quốc chủ cùng Bạch Hổ quốc chủ đồng thời nảy ra một suy đoán đầy thù hận, là bởi vì bọn họ hại cho quân ta tổn thất không ít tu sĩ cấp cao ư? Thanh Long quốc chủ cả người tỏa ra khí tức chết chóc cười hỏi, hai vị bạn cũ, hà tất gì phải cố chấp chống lại. Bạch Hổ quốc chủ nghiến răng nghiến lợi chắc vấn, lão Thanh Long, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thanh Long quốc chủ thản nhiên trả lời, ây ra, ta cũng chỉ là vì làm việc cho công tử mà thôi. Nghe đến cái từ này cả hai vị quốc chủ liền đồng thời kinh ngạc hốt lên, công tử. Thanh Long quốc chủ liền giang hai tay ra xác nhận, không sai, đồng thời cao giọng hứa hẹn, công tử dặn dò. Chỉ cần các vị bằng lòng cả nước thần phục và giao ra mãnh la bàn trong tay của các người thì có thể tha cho các người con đường sống. Nghe cái điều kiện vô lý không thể chấp nhận này xong, cả hai vị quốc chủ liền dầm lên mắng, tên khốn kiếp người. Đúng lúc này một thanh âm quát to vang lên, cầm miệng. Đại tướng quân của Chu Tước Cổ Quốc, xích nhật với cảnh giới hư thần cả người bộc phát ra hỏa lực mà lầm nhầm nói, Chu Tước chi tử sinh vu liệt hỏa, tử vụ phi diệm hắn sau đó không chút chần chừ mà lao đến tấn công thanh long quốc chủ đồng thời mắng ta tuyệt đối sẽ không làm nó lệ cho đám chó săn các người đâu nhìn thấy hắn lao lên một tên hắc y nhân trong đó nhảy miệng xịt một tiếng sau đó dồn toàn lực vào một đấm trước đồng tử đầy kinh ngạc của xích nhật dây sau tên hắc y nhân đã áp sát người xích nhật mà tung ra một quyền giữa ngực hắn một quyền này liền trực tiếp đem xích nhật học máu tại chỗ đứng nhìn cảnh này hai vị quốc chủ không nhịn được lo lắng mà ngoắc mồm kêu lên xích nhật tướng quân đột nhiên tên hắc y nhân hừ lạnh một tiếng rồi hai tay bắt lấy thân người xích nhật mà xé toạc ra chứng kiến cảnh tượng máu phủ đầy trời này khiến hai vị quốc chủ không khỏi trợn mắt há mồm sợ hãi tại chỗ khi thân thể xích nhật bị phanh thay không rõ hình dạng rơi xuống mặt đất thì bầu không khí nơi đây bỗng im lặng đến lạ thường để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này thanh long quốc chủ bèn lên tiếng hỏi với giọng đầy đe dọa thế nào các lão huynh đệ các người cũng giống với hắn chết dưới phi diệm rồi không lâu sau đó tin tức cái chết của tướng quân Xích Nhật cũng được truyền về Chu Tước Cổ Quốc. Bái Ngọc Nhi nghe xong liền tức giận giọng mạnh tay xuống bàn mắng. Thanh Long Cổ Quốc đúng là bắt nạt người quá đáng. Sau một cú giọng đó cái bàn cũng đổ nát. Tỷ nữ đứng bên cạnh thấy tay nàng dươm dướm máu liền trợn tròn mắt lo lắng nói. Điện hạ, tay của ngài. Bái Ngọc Nhi sau một pha nộ khí sung thiên thì cũng thở phù ra một hơi. Nàng thâm giận lòng, bình tĩnh. Ở đây nổi nóng cũng không có tác dụng gì. Chuyện quan trọng trước mắt là làm rõ rốt cuộc là ai đứng sau giúp đỡ cho Thanh Long cổ quốc. Đột nhiên có một bàn tay cầm lấy tay của nàng, Bái Ngọc Nhi cứ tưởng là tiểu tỷ bên cạnh thì khẽ quay mặt lại trấn an, chút vết thương nhỏ này không cần xử lý, đợi lát nữa sẽ. Đến khi quay mặt lại thấy người cầm tay mình là Quân Linh Lung thì câu nói đang giang dỡ của Bái Ngọc Nhi bỗng nhiên tắt ngúm, sau đó cả hai cùng đồng thanh hả một tiếng. Dây sau Bái Ngọc Nhi phản ứng lại mà kinh ngạc hết ầm lên, "Linh Lung, sao ngươi lại ở đây?" quân linh lung khó hiểu hỏi lại ngươi đang kinh ngạc điều gì không phải ngươi gọi ta tới đây hay sao bái ngọc nhi không vội trả lời mà trực tiếp ôm trầm lấy quân linh lung nói tốt quá rồi nàng sau đó cũng buôn linh lung ra mà do dự hỏi nhưng mà chỉ có ngươi tới thôi sao quân linh lung gật đầu ta quả thật là nghĩ rằng một mình qua đây nhưng mà nói đến đây nàng liền lia ánh mắt nhìn lại phía sau bái ngọc nhi nhìn thấy thanh niên tuấn tú trước mắt liền hỏi vị công tử này là Quân Linh Lung giải thích, tự liệt thứ 10 của quân gia, trượng kiếm công tử. Tiểu tí bên cạnh lúc này bỗng ập ừm lên tiếng, có lẽ cũng xem là người theo của tiêu giao công tử. Quân trượng kiếm ngơ ngác lập lại, có lẽ. Bái Ngọc Nhi một bộ dạng đầy cảm động hỏi, tự liệt của quân gia, nói như vậy tiêu giao công tử bằng lòng ra tay giúp đỡ quốc gia của ta sao. Quân trượng kiếm đứng chống nạnh trực tiếp đánh gãy, công tử đang còn bế quan, vẫn không biết chuyện này. Dừng một chút, hắn nghiêm túc bổ sung, nhưng chu tước cổ quốc của người nếu như đã quy thuận công tử sao có thể có lý để người khác bắt nạt được chứ trước tiên hãy nói bây giờ là tình huống gì chuyển cảnh đến thanh long điện thanh long quốc chủ lúc này cẩn trọng mang đến hai mảnh la bàn dừng lại giữa đại điện thanh long quốc chủ nhìn về phía sau tắm rèm nơi mà các ca vũ đang nhảy múa phía trước cung kính lên tiếng công tử thứ mà ngài cần đã lấy được rồi người được gọi là công tử bên trong nghe vậy liền hừ hừ vài tiếng tỏa vẻ hài lòng hắn sau đó đưa tay ra vận lực hai mảnh la bàn liền được bao phủ bởi một lớp linh lực mà bay lên. Sau đó theo sự khống chế của tên công tử mà bay về chỗ hắn. Cầm chặt hai mảnh la bàn trên tay, tên công tử không rõ thân phận hài lòng khen ngợi. Rất tốt, quốc chủ, ngươi không khiến bổn hầu ra thất vọng. Tiếp theo, chỉ còn lại miếng của chu tước cổ quốc. Một gốc nhỏ của ngoại truyện trước khi quân linh lung xuất phát thì quân trượng kiếm đã nài nỉ nói. Rất nguy hiểm. Sao ngươi có thể đi một mình được chứ? Ta sẽ đi cùng với ngươi ta đột phá quy nhất cảnh rồi ta còn có thể gọi người của ta qua đó